Liên quân Mỹ-Hàn Quốc-Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc truy lùng sư đoàn 3 quân giải phóng và cái kết thua thảm phải giấu nhẹm. Chiến dịch Marshall hay trận Bồng Sơn diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến mùng 6 tháng 3 năm 1966 là một chiến dịch có sự phối hợp giữa quân đội Hoa Kỳ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Hàn Quốc. Tên của chiến dịch là Marshall, kẻ tán gái, về sau được đổi thành cánh trắng vì tên cũ bị coi là khá thô thiển. Phía Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt được sư đoàn 3 của quân giải phóng, nhưng thực tế không lâu sau đó, sư đoàn này đã tái xuất hiện trên chiến trường. Bị thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ. Để thực hiện chiến lược này, Mỹ đã ồ ạt đưa quân vào miền Nam và thúc ép một số nước đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Úc, Thái Lan vào tham chiến. Việc đưa quân Mỹ và các nước chư hầu trực tiếp tham gia chiến đấu, Mỹ hy vọng sẽ giành chiến thắng trong vòng từ 25 đến 30 tháng với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 7 năm 1965 đến cuối năm 1965 sẽ triển khai nhanh lực lượng viễn chinh Mỹ, phá kế hoạch mùa mưa của ta. Giai đoạn 2, từ đầu năm 1966 đến cuối năm 1966 sẽ mở các cuộc hành quân chiến lược, giành thế chủ động trên chiến trường, tìm diệt chủ lực của ta, bình định và kiểm soát vùng nông thôn. Giai đoạn 3, từ tháng 7 năm 1966 đến cuối năm 1967 sẽ hoàn thành việc tiêu diệt chủ lực của ta. Chính quyền Sài Gòn hoàn toàn nắm miền Nam và rút quân Mỹ về nước. Ngày 6 tháng 3 năm 1965, Tổng thống Johnson ra lệnh đưa lính Mỹ vào miền Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, 3.500 quân thủy quân lục chiến của Mỹ đã đổ bộ lên bãi biển Đà Nẵng. Ngày 14 tháng 4 năm 1965, Lữ đoàn không vận Mỹ 173 đến miền Nam. Cùng lúc với việc quân Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng, Tổng thống Johnson đã ra lệnh ném bom miền Bắc Việt Nam nhằm đưa miền Bắc nước ta trở về thời kỳ đồ đá. Chưa đầy 2 tháng sau, hội nghị Honolulu ngày 13 tháng 6 năm 1965, tướng Westmoreland đệ trình lên Tổng thống Mỹ một bản tường trình về chiến lược tìm và diệt. Trong bản tường trình này, Westmoreland còn đề nghị ném bom mạnh hơn và phá cả đê điều ở sông Hồng miền Bắc Việt Nam. Ngày 3 tháng 8 năm 1965, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố, dù Mỹ có đưa thêm 5 vạn quân hay 50 vạn quân, dù trang bị bằng bất cứ thứ vũ khí gì, bất kỳ chúng đặt chân đến đâu, ở nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam, chúng ta cũng kiên quyết đánh bại chúng, đánh cho tới khi không còn một bóng tên xâm lược nào trên giải đất thân yêu của chúng ta. Tại sao Mỹ phải diệt bằng được sư đoàn 3 của quân giải phóng? Vào ngày 2 tháng 9 năm 1965 tại khu rừng Bà Bơi, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, sư đoàn bộ binh 3 được thành lập, mang biệt danh sư đoàn Sao Vàng, gồm 3 trung đoàn 2, 12 và 22 với các mật danh Quyết Chiến, Quyết Thắng và Quyết Tâm và các đơn vị trực thuộc. Thời điểm này là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn khó khăn ác liệt, đế quốc Mỹ chuyển cuộc chiến tranh từ chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến lược chiến tranh cục bộ nhằm ngăn chặn đà sụp đổ của quân ngụy Sài Gòn. Ngay sau khi thành lập, sư đoàn 3 Sao Vàng đã viết nên trang sử đầu tiên của mình bằng trận đối đầu với sư đoàn kỵ binh bay của Mỹ, lập nên chiến công vang dội ở thung lũng Thuận Ninh. Trải qua mùa khô đánh Mỹ đầu tiên, sư đoàn đã phối hợp với quân và dân Bình Định, lập nên những chiến thắng xuất sắc ở Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, đánh bại nhiều cuộc hành quân tìm diệt với quy mô lớn và làm thất bại các biện pháp chiến lược trực thăng vận, thiết gia vận của quân viễn chinh Mỹ. Cần nói thêm rằng từ năm 1966, quân đội Mỹ bắt đầu các chiến dịch tìm diệt những đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong hai năm 1966 và 1967, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức 3 chiến dịch tìm diệt quy mô lớn. Đó là chiến dịch Sandalphones đánh vào khu tam giác sắt Củ Chi, nơi có hệ thống địa đạo, được phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam dùng làm bàn đạp để thâm nhập vào Sài Gòn. Chiến dịch Attleboro đánh vào chiến khu Dương Minh Châu và chiến dịch Junction City đánh vào chiến khu C của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Quân Mỹ và đồng minh mở các chiến dịch tìm diệt để truy lùng và tiêu diệt các đơn vị quân giải phóng, nhưng chẳng thấy đối phương đâu, trong khi bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị tấn công. Các chiến dịch tìm diệt thường gây thương vong cho dân thường vì nhầm lẫn người dân là quân giải phóng, thậm chí gây ra các vụ thảm sát thường dân tại các khu vực quân giải phóng thường hoạt động hoặc do người dân ở khu vực đó che giấu và cung cấp nhân lực, vật lực, tài chính cho quân giải phóng. Tuy nhiên, chiến lược tìm và diệt đã thất bại khi thương vong quá lớn, gây phẫn nộ trong dư luận Hoa Kỳ và quốc tế. Riêng trong 6 tháng đầu năm 1967, Liên quân Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hòa đã mất 772 phi cơ.
Ngày 28 tháng 1 năm 1966, Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và Hàn Quốc mở màn chiến dịch Marshall nhằm tìm diệt Sư đoàn 3 quân giải phóng trên địa bàn Nam Quảng Ngãi và Bắc Bình Định. Chiến dịch này được chia thành 4 giai đoạn. Nó đã diễn ra trong 42 ngày. Sư đoàn không kỵ số 1 tuyên bố đã tiêu diệt được 1.342 quân đối phương, trong khi đó là có 288 lính Mỹ tử trận và 990 lính bị thương. Ngoài ra, quân Việt Nam Cộng Hòa và Hàn Quốc tuyên bố là có thêm 808 quân giải phóng bị hạ sát bởi họ. Tuy vậy thì con số thương vong của quân giải phóng mà Mỹ tuyên bố bị cho là phóng đại gấp nhiều lần, vì báo cáo chiến dịch của Mỹ cho thấy họ chỉ thu giữ được 65 vũ khí cộng đồng và 189 vũ khí cá nhân của đối phương. Sáng ngày 28 tháng 1 năm 1966, Lữ đoàn 3, Sư đoàn Kỵ binh số 1 của Mỹ đã đổ bộ xuống khu vực Hòa Hảo, Tam Quan, Bình Định và đụng độ với Tiểu đoàn 7 và 9, Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 bố trí tại đây. Theo các tài liệu của Việt Nam, đây là một trận của Bắc Bồng Sơn. Diễn biến trận Bồng Sơn. Vào sáng sớm ngày 28 tháng 1 năm 1966, các Tiểu đoàn 1 và 2 thuộc Lữ đoàn 3 và Sư đoàn Kỵ binh số 1 của Mỹ được trực thăng vận đổ bộ vào khu vực Hoài Hảo Tam Quan. Trên hướng Tiểu đoàn 1 của Mỹ, một trực thăng CH-47 chở pháo 105 ly bị bắn rơi tại khu vực bãi đáp Papa. Ngay sau khi cất cánh, Tiểu đoàn 1 của Mỹ được lệnh điều một đại đội tới giải cứu. Bộ phận này đụng độ quyết liệt với quân giải phóng trong khu vực và phải sử dụng pháo 105 ly bắn thẳng để đối phó với quân giải phóng. Giáp Tết Bính Ngọ tháng 1 năm 1966, Trung đội 3 Đại đội 93 Tiểu đoàn 9 đóng quân ở chợ Cát. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Triểu, nguyên là Trung đội trưởng của Trung đội 3, nhớ lại đó là lần đầu tiên đơn vị được ăn Tết, đón xuân cùng nhân dân miền Nam và sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu đánh địch càn quét. Ông kể, chưa hết hương vị Tết ngọt ngào thì không khí chiến tranh tàn khốc đã ập tới. Bầu trời Hoài Nhơn bỗng rung động bởi những tiếng gầm rú của các loại máy bay. Trong chiến hào, chúng tôi bình tĩnh tự tin chờ địch đến gần. Tôi chỉ huy đơn vị đồng loạt nổ súng, quyết tâm lập công mở màn trận đánh Mỹ đầu tiên. Bị bất ngờ, quân Mỹ chết rất nhiều, ngả như chuối đổ. Chúng lùi ra xa, gọi pháo cối bắn vào trận địa của ta. Trên hướng Tiểu đoàn 2 của Mỹ, Đại đội A đã đổ bộ xuống bãi đáp 3 không gặp trở ngại gì. Đại đội C đổ bộ xuống bãi đáp 4 gần thôn Cự Nghi. Khoảng 10 phút sau, đại đội C bất ngờ bị tiểu đoàn quân giải phóng tấn công xối xả bằng hỏa lực từ trong công sự, khiến đại đội này không những không thể tiến quân mà còn tan đàn, xẻ nghé. Đại đội A đang ở bãi đáp A, thấy đội C bị đánh tan tác liền chạy tới ứng cứu và lập tức chịu chung số phận với đội C. Mỹ ngụy điên cuồng đổ tiếp đại đội B xuống bãi đáp 4 nhưng bị hỏa lực phòng không mạnh của quân giải phóng bắn chặn nên không thành công. Cứ như vậy, Mỹ hễ đổ thêm quân thì quân giải phóng lại bắn xối xả. Giao tranh giằng co ở bãi đáp 4 diễn ra quyết liệt tới tận cuối ngày 28 tháng 1, đủ để thấy quân địch ngoan cố tới mức nào. Sáng sớm ngày 29 tháng 1, đại đội A và C của tiểu đoàn 2 Mỹ bắt được liên lạc với nhau tại bãi đáp 4, nhưng tiếp tục bị hỏa lực của quân giải phóng uy hiếp mạnh. Lúc này, Mỹ lại huy động máy bay cường kích A-1 và B-57 cùng trực thăng chi viện bắn phá, ném bom và bom napalm vào các vị trí của quân giải phóng. Cùng ngày, địch tiếp tục huy động thêm một tiểu đoàn quân Mỹ tới bãi đáp 4 để giải vây cho tiểu đoàn 2, từ ngày hôm qua vẫn đang mắc kẹt ở đây. Trong khi đó, tiểu đoàn 1 đã có thể tiến lên phía bắc bãi đáp 4 để bày binh bố trận nhằm đánh chặn đường rút lui của quân giải phóng. Ngày 30 tháng 1, cuộc giao tranh ở bãi đáp 4 vẫn vô cùng ác liệt. Từ lúc bình minh, giao tranh mới bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiểu đoàn 2 của Mỹ thấy tình hình thuận lợi, hung hăng tiến hành càn quét, lùng sục quanh bãi đáp, trong khi tiểu đoàn khác của Mỹ đã tiếp tục tiến về phía Bắc để lùng sục. Sau 3 ngày chiến đấu, Bộ Chỉ huy Trung đoàn 22 Sư đoàn 3, quân giải phóng cũng quyết định cho các đơn vị rút về tuyến sau. Ngày 31 tháng 1 tiếp tục xảy ra giao tranh giữa 3 tiểu đoàn Mỹ với các đơn vị quân giải phóng đang tìm cách vượt vòng vây. Đến đây thì trận đánh ở Bắc Bồng Sơn có thể coi như chấm dứt, những ngày sau chỉ còn đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên. Kết quả cuối cùng là từ ngày 28 tháng 1 đến mùng 3 tháng 2, quân Mỹ tổn thất 77, tức là 77 người chết và 195 người bị thương, 6 trực thăng bị bắn rơi. Phía Mỹ thì tuyên bố là tiêu diệt được sư đoàn 3 của quân giải phóng, nhưng thực tế thì không lâu sau đó sư đoàn này đã tái xuất trên chiến trường. Cũng trong chiến dịch này đã diễn ra các vụ thảm sát ở Tây Vinh và Gò Dài do quân đội Hàn Quốc thực hiện. Đã có khoảng 1.004 đến 1.200 thường dân đã bị quân Hàn Quốc sát hại, rồi báo cáo rằng đó là kẻ thù bị tiêu diệt. Tháng 10 năm 1966, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở chiến dịch Đông Xuân nhằm đánh quỵ cả hai gọng kìm tìm diệt và Bình Định của địch.
Nhiệm vụ của sư đoàn 3 trong chiến dịch này là đánh bại các cuộc hành quân tìm diệt của Mỹ, tập trung tiêu diệt các điểm tựa của chúng sâu trong vùng giải phóng. Ngày 17 tháng 12 năm 66, trận đánh mở màn của sư đoàn 3 là trận phục kích tại hai thôn Long Giang và Lộc Giang. Từ 10 giờ đến 19 giờ, trung đoàn 12 đã diệt gần hết 4 đại đội của Mỹ, bắn rơi 12 máy bay lên thẳng. Sau trận này, thì sư đoàn 3 đã tổ chức trận tập kích cụm quân Mỹ đang đóng giữ tại đồi Xuân Sơn Hoài Ân. Trận này thì do trung đoàn 22 đảm nhiệm. Lúc đó trung đoàn 22 đang ở phía bắc huyện An Lão, phải hành quân 2 ngày 2 đêm mới tới vị trí tập kết. Mọi việc chuẩn bị cho trận đánh đã hoàn tất vào đêm 23 tháng 12, nhưng trưa ngày 24 trời đổ mưa lớn, nước lũ tràn về ngập đầy sông suối đồng ruộng. Các vị trí đặt hỏa lực cũng ngập nước, thương vụ đảng ủy. Trung đoàn 22 quyết định lùi thời gian nổ súng 2 ngày, căng nhất là lúc đó bảo đảm bí mật vì bộ binh đã vào vị trí xuất phát xung phong. Dừng lại 2 ngày trong điều kiện ấy là cực kỳ phức tạp. Máy bay địch thường xuyên quần lượn tuần tra trên đầu, bom pháo không ngớt rội xuống xung quanh căn cứ để bảo vệ cho quân đồn trú. Chỉ huy trung đoàn 22 quyết định chuyển đội hình áp sát hơn nữa vào căn cứ địch để tránh sát thương và tạo thêm bất ngờ. Giữa lúc bọn địch đinh ninh đối phương không còn cơ hội để tiến công, 1 giờ sáng ngày 26 tháng 12, trung đoàn 22 bất thần nổ súng. Một tiểu đoàn pháo binh và công binh Mỹ không kịp phản ứng dưới hỏa lực đánh gần và các tay súng bộ binh của ta. Trận đánh áp đảo kết thúc nhanh gọn. Theo đại tá Nguyễn Thanh Lịch, nguyên trung đội phó thông tin thuộc tiểu đoàn 8, trung đoàn 22, thì đó là một chiến công đặc biệt xuất sắc. Quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 600 tên địch, bắn rơi 5 trực thăng, phá hủy 11 khẩu pháo, thu 34 khẩu súng. Trên đường rút quân ta lại còn diệt thêm 120 tên địch, bắn rơi 1 trực thăng. Trận tập kích Xuân Sơn đã kết thúc giòn giã một đợt chiến dịch của Đông Xuân của sư đoàn 3, giáng một đòn nặng vào chiến thuật điểm tựa, đóng chốt để can quét dai dẳng của quân Mỹ. Trong tổng kết của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, trận Xuân Sơn được đánh giá là trận điển hình của quân khu về tập kích diệt gọn tiểu đoàn Mỹ trong công sự, mở ra khả năng cho trung đoàn chủ lực thực hiện rộng rãi hình thức tập kích diệt gọn từng tiểu đoàn Mỹ. Sau hai mùa khô huy động tổng lực càn quét tìm diệt, dùng chiến thuật tấn công liên tục rồi đến chiến thuật đếm xác, đồng thời ra sức bình định bằng các phương pháp tàn bạo mua chuộc mị dân, quân Mỹ đã nếm nhiều cay đắng, thiệt hại nặng nề trên khắp chiến trường miền Nam. Kế hoạch bình định, chương trình phát triển nông thôn, ấp Tân Sinh thực chất là ấp chiến lược của địch đưa ra đều bị thất bại. Kính gửi quý khách hàng thân mến. Ngày nay khi tốc độ Internet phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, chúng ta hàng ngày đều truy cập thông tin online, dùng mạng Internet cả ngày. Đa phần lại có xu hướng thích xem video, nghe đọc tin tức hơn tự mình ngồi mò mẫm đọc văn bản. Tiếp cận xu thế và nhu cầu của khách hàng ngày nay, chúng tôi chuyên cung cấp tin rao bất động sản bằng video trên các nền tảng lớn như YouTube, TikTok, website để thông tin được người tìm kiếm dễ tiếp cận hơn. Nếu quý vị đang có nhà đất, căn hộ, mặt bằng, văn phòng cần rao bán hay cho thuê, hãy liên hệ chúng tôi sử dụng ngay dịch vụ đăng tin rao bằng video. Phí đăng tin rao rất rẻ, chỉ trả duy nhất một lần, không phải tốn bất kỳ phí gì để gia hạn, tin rao hiển thị lâu dài. Tin rao để ngay số điện thoại của gia chủ rao tài sản, được nhiều người biết đến, không thông qua môi giới, không tốn phí môi giới dẫn khách. Thật tiện lợi và tiếp cận khách hàng dễ dàng. Nếu quý khách hàng đang có nhà cần bán hay cho thuê, hãy liên hệ chúng tôi đăng ngay tin rao nhé, để tiếp cận được nhiều người đang tìm kiếm. Hân hạnh đồng hành hợp tác lâu dài cùng quý gia chủ.